như chuyện vui lắm. Hồi xưa giờ 5 năm nay chuyện gì nói công chúng hết vậy, mà người mà không có gì hiểu về tâm linh à, ta họ bị trách trách tứ, ta không bao giờ nghĩ là ở thế gian có một người xuất chúng vậy. Tao cứ tin bà mù Venga chết queo rồi, mà con người sống mà nói chuyện mà nói hai tầng ba tầng sẽ xảy ra vậy mà không ai ngó. Thì có bữa vui quá, có duyên tại vì cha mẹ nó mới gọi là sàng lọc, giống như đức thầy nói, Phật nói à, như xưa Chúa có ai tên ổng, mỗi lần nói chuyện phải bỏ mấy chục cây số ông nói, người ta không biết ổng, ổng mới nói được. Chứ dân ở San Jose này á, sư phụ mở chùa tốt gần 18 triệu ở chùa khổng lồ dưới, mà dân Phật tử là chửi mình, tại vì Phật tử họ chỉ thờ Phật, họ không có thờ anh hùng dân tộc. Cái mày nói ở nước quốc gia của mình á, Phật nói mà phải có tứ ăn, là phải ăn tổ quốc, ăn đồng bào dân tộc, mình không có mấy anh hùng dân tộc là sao mình yên ổn để mình thờ được quá. À vậy mà mấy bà Phật tử chửi mình, mấy ông thầy chửi mình, cho nên cái núi này bị mấy ông thầy dìm dữ lắm. Sau này cái mình mới biết mấy ổng muốn nói xấu cái núi này là để cho Phật tử đựng lên, tại trên này mà kiếm thùng tiền mà bỏ không có. Còn ở mấy cái chùa á, một cái chánh điện là bố mỗi góc có một cái thùng, có thùng à. Ở trên này nè đâu có cái thùng đâu đúng không, ở trên này chỉ là ai có lòng cho gì lấy cái đó, cho nhang lấy nhang, đem nước uống là lấy nước uống. Cho nên mấy ông thầy dùng này ông ghét cái núi này, khi ông đồn ra đó, cái thành ra cái người ta không có nghiên cứu, ta hiểu lầm. Ăn do hóng à. Nên hồi xưa Kiệt nói à, ai mà ghét Kiệt là người đó vô lý. Tại vì không có làm gì thì ai ghét á. 6 số 0, số 6 cuối cùng là không làm phiền ai. Ai hiểu thì tin, không hiểu thì không sao. Chứ không có lý do ghét mình là vô lý. Đừng nghe những gì Ngô Tuấn Kiệt nói. Hãy nhìn kỹ những gì Ngô Tuấn Kiệt làm.